biết. Ok, một cấu hình cho anh Vinh ở Bắc Ninh này. Cấu hình gồm một LX150, đẩy SH9400 này, SUP 560 Pro và khuyến mại một cặp dây QA1, dây cao cấp. Đây anh cầm anh chụp, anh có thể chụp luôn không? Chụp luôn hóa đơn cho em. Ok anh, một cấu hình rất là VIP với số vốn đầu tư ban đầu là 37 triệu đồng. Và bên chúng em khuyến mại một cặp dây trị giá lên đến 1 triệu rưỡi. Cặp dây còn Noren. Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xem kênh.